Hi, chào các bạn quay lại với kênh Sabo Gaming. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục tìm mèo cùng với tựa game Cat and Sam nha các bạn. Và lần này thì chúng ta sẽ tìm ở cái khu nhà The Construction Site các bạn, thuộc cái map New York. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái tòa nhà này luôn. Ồ, đây là một cái công trình đang xây dựng các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem sơ vào cái khu nhà này đây. Đó. Đang xây dựng dang dở, ở trên có cái cổng này các bạn thấy không? Và nó có cái cảnh báo dòng chữ là nguy hiểm nè, Dancer. Ở đây có một cái con mèo lộ thiên nè các bạn. Ngay cái show này một con nữa nè, sao dễ dàng như vậy? Nhìn hài ghê không? Nè, ở cái show nó treo toàn tàn nè. Giờ là được 2 con rồi, mình chỉ còn 8 con thôi. Ở đây thì cần phải có một cái chìa khóa nè. Nó có cái gì đây? Một cái mảnh ghép các bạn. Ở đây thì nó có cái nút nhấn của cái cuốn mình phải giữ các bạn, nhấn giữ. Còn nhấn cái này là nó đi xuống, đó. Chiếc xe nó chạy ra. Con này quay luôn các bạn, quay luôn. Con mèo ngồi trong xe hơi luôn nè. Nó đơn giản vậy. Quá đơn giản vậy. Cái cờ lê. Được một cái cờ lê rồi. Cờ lê đó để mình mở cái gì ta? Thùng rác thì không có gì hết. Ở đây giống như là cái xe bán đồ ăn nhanh nè các bạn. Bán giống như hot dog nữa nè. Theo vị trí này nè. Để ý cái hình nè các bạn thấy không? Cái hình bên dưới nè. Đó. Đây một con nữa. Được mấy con rồi? 4 con rồi các bạn. Em coi còn cái gì ở đây nữa không? Đây một cái thùng rác. Ở đây bị đổ sơn à. Cái gì ở đây vậy? Cái miếng gì ở đây hay gì? Tức là nó phải có cái gì ở đây nó mới cho mình như vậy các bạn. Tức là mình cần phải một cái giá đào nó lên. Xanh, đỏ, vàng. Xanh, đỏ, vàng, xanh. Ủa sao đúng rồi mà, vị trí thì đúng rồi. Mình phải kéo xuống các bạn ơi, kéo xuống như thế này. À, 5 con rồi. Còn ở đây thì mình sẽ hình tròn kéo vô. Ủa là sao ta? Hình tròn trên này là hình tròn. Mình đẩy tam giác lên nè. Thì đâu phải. Mình đẩy cái này lên. Đó. Rồi. 6 con. Mình thắc mắc là cái này cái gì ở dưới đây nhỉ? Ngay cái đống cát luôn các bạn. Không có cái xây một cái lâu đài cát ở đây nữa nè. Ủa cái gì? Nãy nó cho mình lift vô và bây giờ nó không cho mình lift vô các bạn. Ở đây nè, ngay cái vị trí này nè. Thôi giờ mình tìm ở trên đi. Mình tìm ngay cái xe này đi. Thank you.
Đi đúng rồi, đi đúng rồi, đúng đúng rồi. Đó, đúng rồi các bạn ơi, đúng rồi, đúng rồi. Nó sẽ bị ẩn với các bạn. Đó, giống như là nạp pin cho cái cần cẩu này. Đẩy tới à. Cái này nè. Lùi. À, có cái giá xúc đất đây nè. Cái này là xây á các bạn. Mình xây cái này để làm cái gì? Mà xây gọt khỏi vị trí ít nè. Giờ mình lấy cái giá xúc đất này cái. Họ có một cái 500 này nè. Thấy một cái giá xúc đất ở đây nè. Đó. Ở đây nó có cái gì nữa nè. À, một cái chìa khóa. Tạm thời cái cần cẩu mình để đó đi các bạn. À, mình lấy được mấy cái này, mình xử lý mấy cái dưới này trước. À, một con nữa. Rồi vậy là chúng ta chỉ còn ba con nữa thôi. À, và ở đây nó có cái gì nè. Thế nào mình nắm nó là thế nào cũng vậy. Ôi trời, con mèo nó bị chui trong cát. Hai con nè. Ở đây nó có cái chữ ít gì nè. Dùng cái 500 hết cái này à. À, thả cái 500 vô đây. Rồi hết cái nắp này lên các bạn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Kéo vô, kéo vô, kéo vô. À, xuống. Rồi. Đẩy lên. Đó. Được một con. Đó. Cái này thì mình tìm cái chìa khóa rồi. Hồi nãy giờ mình không thấy cái mảnh ghép nào luôn các bạn. Cái này thì tìm rồi các bạn ơi. Không có cửa này nó không cho mình mở vậy. Vậy thì cái cờ lê này là sẽ sử dụng chỗ nào ta? Cái xô này tìm rồi. Xe này thì cũng có tìm rồi. Ở đây có cái cửa. Có cái gì sáng sáng ở bên này nè các bạn. Đây đây, một con mảnh ghép nè. Cái cờ lê này là sửa cái vị trí nào nhỉ? Cái xe này thì mình tìm rồi. Để mình nghiên cứu thôi. Mình là trong cái xe này. Xe này thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi các bạn. À, đây có cái vị trí nè. Đúng rồi, đúng rồi. À, để mở cái này nè các bạn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa sao mở không được? À, mình phải tìm con hai con ốc à. Cái này đúng rồi mà. Nó, đúng rồi, được rồi nè. Ồ, đây, 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 một con. Rồi à, mình tìm cái mảnh ghép cuối cùng các bạn. Không biết nó đâu nữa đây. Bây giờ mình chỉ lấy được hai cái mảnh ghép thôi. Có cái khu nhà đằng trước thì mình tìm đủ ba cái luôn. Mấy cái khu kia thì mình chỉ tìm được có hai cái. Không có luôn các bạn. Ở đây mình thấy có cái vali gì nè. Không, cái vali dưới đây nè. Cái cặp táp đây nè các bạn. Có nào trong mấy cái nón nè không ta?
nón hồi nãy mình chỉ mở được mỗi cái nón này thôi. Đâu rồi mình ghép ơi, mày ở đâu rồi? Giấu thiệt là kỹ luôn á. Ba cái ô đó mình cũng không liếp gì được các bạn. Ở đây thì rồi chỉ có vậy thôi. Ở đây nãy mình tìm một con mèo ở đó rồi. Ở đây có cái ba lết nè. Không lẽ là chưa thua nữa à? Không lẽ là chưa thua nữa sao ta? Ôi mình không tìm thấy cái mảnh ghép cuối cùng rồi các bạn ơi. Nếu mà các bạn tìm thấy thì các bạn comment, các bạn chỉ mình lên nha. Comment ở dưới này các bạn chỉ là mình nha các bạn. Rồi, mình cũng xin dừng đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp nhé. Chào và hẹn gặp lại.